Thưa quý vị, sau gần một tuần nới lỏng giãn cách xã hội, thì hôm nay là ngày đầu tiên Đà Nẵng tiếp tục chuyển sang trạng thái mới, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp theo công văn số 6055 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, thêm nhiều hoạt động được nới lỏng nhưng vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Đáng chú ý là người dân đã có thể mở cửa buôn bán trở lại bình thường. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều hàng quán, nhất là các hàng quán ăn uống, các tiệm cà phê ven đường đã bày bàn ghế để đón khách trở lại sau thời gian dài cách ly xã hội. Phần lớn các chủ hộ kinh doanh cũng như các khách hàng đều rất phấn khởi khi có thể thoải mái ăn uống và sử dụng các dịch vụ tại chỗ. Tuy nhiên, điều đáng lo là tâm lý chủ quan đã bắt đầu xuất hiện khi lượng khách tập trung đông, bàn ghế sát nhau và không có khoảng cách tối thiểu an toàn, nhất là tại các hàng quán ven đường như thế này. Trong khi đó, tại một số hàng quán khác có mặt bằng thì lại chấp hành rất tốt việc giãn cách sau khi quay trở lại buôn bán. Như tại một số quán trên đường Núi Thành, nhiều chủ quán vẫn khuyến khích việc mua mang về và sẽ giới hạn lượng khách tập trung tại một thời điểm. Coi như trong quán mấy bữa mà chưa bị giãn cách á, là trong quán có thể là ngồi khoảng 20 người hoặc 25 người, mà trừ ngồi khoảng 10 người hoặc 7 người là hết rồi. Thành phố họ cách ly xã hội là hồi chưa bán á, là chị không là ở nhà, còn mà khi mà nghe mà bán mà mua đem về á, là tới mình mua thì chủ họ cũng là tư vấn cho mình là rửa tay với là cách ra 2 mét đứng xa, là giãn cách ra để mua đem về, là chị mua đem về đó. Có thể thấy, khi tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội, đa số người dân Đà Nẵng vẫn chấp hành rất tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các chủ hàng quán ăn uống, nơi thường có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh, cũng đã có ý thức và trách nhiệm rất lớn trong việc cùng thành phố đẩy lùi đại dịch. Trừ ngồi khoảng 3 người thôi. 3 người hoặc là 2 người thôi, chứ họ cũng ngồi nhiều. Nói chung là khách họ cũng tự hiểu, tự biết. Khách mà mua về là họ cũng đứng xa. Trước khi họ đứng là mình cũng cầm cái xịt, mình xịt tay cho họ đó. Tuy Đà Nẵng đã chuyển sang trạng thái có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp, tuy nhiên COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới và khả năng dịch bùng phát trở lại vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta lơ là, chủ quan. Nới lỏng giãn cách xã hội là một tín hiệu tích cực, nhưng không vì thế chúng ta nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19.